giờ cái con lên xuống lấp bờ đó bà con, cái lấp bờ chứ be bờ nè, gắn cái máy cài để chành be bờ nè, hay chạy đường bờ đó, be bờ cái bờ đó, đây máy be bờ đây, máy lên cái đường đi đó bà con, be bờ đường nước ruộng rồi đó. Be bờ lên bờ à, đúng luôn, thôi ngã ra rồi, nó ngã ra chạy rồi. Bờ nha. Kubota luôn nè. Nó bờ Kubota luôn. Model là AGK750M. Máy bê bờ của Kubota luôn. Nó còn khá đẹp mà có chảo lồng luôn. Máy nướng dòng. Con này còn mới lắm, chưa xài nhiều. Kubota luôn, mới ghê nha. Chảo nó đây. Lưỡi nó chớ còn bự, là con này ít xài nè. Chảo bỏng nó còn nguyên luôn. Bánh xe nó còn ít xài nè. Máy bê bờ. Cái bờ ruộng rồi nè, giống như máy cài Kubota. À, đúng, Kubota. Quá đẹp mà chưa xài nhiêu luôn. Cái này còn nhẹ nhàng quá nè, chỉnh vô ra đủ sâu cạn rồi nè, quá nhẹ luôn. Đang chỉnh đủ sâu cạn của bờ nè. Này hoàn toàn bằng cơ nha, không có hệ thống điện nha. Đẹp. Bị xới rồi nè. Còn nguyên vẹn nè. Bị xới rất là dày nha bà con. Nó làm thịt cỏ rùa rồi luôn nè. Quá đẹp. Có cân bằng luôn nè, cân bằng mô đất ruộng luôn nè, ghê không? Cân bằng đứng cái bằng ngang luôn nè. Hệ thống nó thủy thì thước thủy luôn nè. Treo vô mấy cài là xài được rồi con.